Chuyện hy hữu, nữ tử tù vượt ngục, công an phát lệnh truy tìm. Tin nóng, nhà chức trách cho biết ngày 12 tháng 6, lợi dụng sơ hở, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền đã trốn khỏi phân trạm 1, trạm giang số 6 của Bộ Công an huyện Thanh Trường. Theo hồ sơ, Hiền, 24 tuổi, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang thụ án 3 năm 6 tháng tù tại phân trạm 1 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo mô tả, nghi phạm để tóc ngắn, lông mày rậm, dáng người thấp, trại giam số 6 đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Thanh Trương cử nhiều lực lượng truy bắt Hiền. Theo lãnh đạo xã Thanh Mỹ, trạm giam đóng ở khu vực biên giới, núi rừng hiểm trở. Vì thế, việc truy bắt nghi phạm đang gặp nhiều khó khăn.